Rồi, xin chào quý vị các bạn, rất là vui được gặp quý vị các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hiện tại là mình đang bày ra trên bàn dành cho quý anh chị em, đó là thiết bị NPort 5150A. Chúng ta có thể là zoom lại đây, vì mình vừa mới nhập về. Đó, hiện tại mình cũng đang stock con này luôn. Đây là thiết bị Series Device Server, có mã là 5150A. Đó, rồi, thì hiện tại thì mình đã lấy một con, lấy ví dụ ra cho quý anh chị em để mình nói rõ hơn về tính năng của con này. Thì trong video này mình nói sơ qua một chút thôi nha. Rồi, hiện tại mình đang cầm trên tay là con NPort, có mã trên màn hình là các anh chị thấy đây, 5150A. Rồi, nó có tên. Rồi, trên này nó sẽ có chức năng gì? Mình sẽ chuyển đổi cái cổng tín hiệu series sang Ethernet. Nó sẽ có một cái cổng series, có nghĩa là RS232, RS422 và RS485 đây. Thì mình sẽ đặt xuống dưới đây, mình focus lại cho quý anh chị thấy. Đây. Đó, RS232 này là cái cổng DB9 này. Cái cổng DB9 này của chúng ta là mình sẽ khi mình mua về mình sẽ trang bị thêm một cái cổng nữa. Mình sẽ đặt riêng nha. Rồi mình sẽ có ba cái đèn, cái đèn ready, đèn link và đèn TRXRX này, nghĩa là đèn truyền và nhận tín hiệu. Rồi ở trên này á thì mình sẽ có cái nguồn cấp là 12 cho tới 48V. Mình sẽ hãng đi theo cho mình, hãng sẽ kèm theo một cái cục sạc, cái cục adapter này cho mình nha quý anh chị, kèm theo nha. Rồi cái jack này luôn, nghĩa là kèm theo. Rồi tiếp theo nữa, ở phía trên đầu này á, các anh chị thấy là cái cổng Ethernet có tốc độ là 10/100 Fast Internet á, này cái cổng Ethernet ở phía trên đây. Phía bên hông này mình sẽ có một cái nút gọi là cái nút reset. Reset sử dụng là khi mà mình muốn khôi phục lại một mặc định nhà máy thôi. Đó, rồi cái con này thì mình chỉ nó rất là nhỏ, đây trên bàn tay của mình nó chỉ chừng này thôi, nhỏ gọn đúng không? Rồi phía mặt sau của nó đây, mặt sau của nó thì nó sẽ có để cho anh chị là cái địa chỉ IP 192.168.127.254, có cái mã ghi rõ đây là 5150A. Đó, rất là rõ ràng. Đó, rất là nhỏ gọn, kim loại nha. Phía dưới đây là đầu DB9, quen thuộc với anh em kỹ thuật rồi. Thì cái ưu điểm của cái con này, cái dòng NPort này á, là gì? Thì hiện tại mình cung cấp rất nhiều cái model này. Thì ngoài ra mình còn các model khác nữa thì mình sẽ bày ra trong các video sau nha. Thì riêng cái video này á, mình nói một số chức năng á. Các bạn thấy nó nhỏ vậy đúng không? Thì cái nguồn tiêu thụ nó chỉ có 1W thôi, nó rất là nhỏ. Và thứ hai nữa là cái cấu hình cái con này á, thông qua cái cổng Ethernet này rất là nhanh. Thì mình cấu hình nó chỉ trong vòng 3 bước thôi. Thì 3 bước trên Internet á, nó sẽ bao gồm đầu tiên á, là mình truy cập vào, có hai cách. Một là mình mở cái phần mềm lên, hai là mình mở web browser lên á. Đầu tiên là mình xác định địa chỉ IP, sau đó mình vô mình cấu hình truyền nhận tốc độ series, rồi cái địa chỉ ID này, rồi bắt đầu truyền nhận gửi dữ liệu ra sao là xong rồi. Nó rất là đơn giản. Và một nữa là nó có cái chống được cái giăng áp đột ngột, cái hiện tượng là trong nhà máy mình bị tĩnh điện hoặc là liên quan tới cái dòng tăng đột ngột hiện này, bảo vệ được luôn. Tiếp theo nữa, một chức năng nổi trội á, là mình thấy là trong này á, nó có chức năng là combo. Combo có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta có nhiều thiết bị như vậy nè, mình muốn gửi một cái tín hiệu từ máy tính xuống, mình có thể là gom lại thành một nhóm, mình gửi, có nghĩa là một tín hiệu á, mình gửi thành một nhóm hết tất cả NPort này luôn. Tối đa hình như là 8 TCB, có nghĩa là 8 con. Thì đó là cái tín hiệu tốt, mình không nên là kết nối nhiều hơn. Đó, đó là cái chức năng nổi trội. Tiếp theo nữa là nó có chức năng là cổng Realcom, cổng công ảo nè. Rồi cái chuẩn tương tác của nó là cái TCP/IP trên này thì mình không nói rồi. Đó, TCP/IP. Rồi, mình nhắc lại nha, nó có thể là kết nối tối đa là 8 TCP host. Nó là một trong những ưu điểm so với các dòng họ NPort khác. Ví dụ như 5110 á, thì nó chỉ có là một TCP thôi, còn cái này nó kết nối tới 8 TCP host, rất là lợi điểm, rất là lợi thế. Và cái đặc biệt nữa, cái dòng này mình nhấn mạnh á, đáng lẽ mình phải nói ngay đầu video luôn á. Các bạn có thể thấy là nó, một cái port này nó vừa RS232 nè, RS232 nè, RS422 và RS485 luôn, nó tích hợp cho mình luôn, chứ không phải một số model khác á, là nó chỉ có RS232 hoặc là RS485. Cho nên là khi mà mình chuyển đổi lại cái dòng khác, mình nâng cấp lên á, hiện tại quý anh chị có thể là đang xài NPort 5110 đúng không? Mình muốn nâng cấp lên á, mình muốn sử dụng 5150 vẫn ok luôn. Có nghĩa là trong trường hợp mà mình không có hàng hoặc là mình nhập hàng chưa về kịp thì thiết bị này nó có thể thay thế cho cái mã series nhỏ hơn được. Đó. Rồi, Nãy giờ mình nói cái này kèm theo rồi. Tiếp theo nữa, trong cái hộp này á, mình sẽ có một cái đĩa cài nè, rồi hướng dẫn sử dụng cái tài liệu ngắn gọn đó. Rồi tiếp theo nữa là trong đây mình sẽ có một cái gì, cái này là cái dán thôi, không có nổi trội. Tiếp theo đó là cái này là cái jack, chắc là phụ kiện bổ sung, thì nó chỉ không có gì nhiều đâu, nó chỉ có một cục adapter là chính, vậy là xong rồi đó. Trên con này thì cấu hình web thì hồi bữa mình có làm con MGate rồi, nó tương tự như MGate, thì có thể là trong cái cấu hình này thì trong một video tới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trong 3 bước rất là nhanh gọn lẹ. Rồi video của mình ngày hôm nay chỉ vậy thôi, nói cho các bạn biết được là cái hiện tại là mình đang phân phối thiết bị NPort này rất là nhiều, rất là rộng rãi, và Moxa là đứng số 1 thế giới về thiết bị series này, mình tự tin khẳng định như vậy. Rồi xin gặp lại các anh em quan tâm công nghệ trong video tới nha.